Mèo con tự giới thiệu. Kitten introduction. Xin chào các bạn, tớ là mèo con. Hello, I am kitten. Tớ có thể nhìn rất tốt trong bóng tối. I can see very well in the dark. Chân trước của tớ có 5 ngón, nhưng chân sau chỉ có 4 ngón. I have five toes on my front paw, but only four toes on the back paw. Tôi có thể leo trèo rất tải. I can climb very well. Món ăn yêu thích của tớ là cá. My favorite food is fish. Cảm ơn các bạn. Thank you so much.